Hello, xin chào tất cả các bạn. Thì nối tiếp chuỗi video hướng dẫn học Reform, hôm nay mình sẽ học tiếp theo về phần liên quan đến phần cấu kiện của SRC. Thì hôm trước mình đã hướng dẫn cho các bạn nhập và khai báo master cho HCRA của SRC. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn phần tiếp theo về những phần phụ liên quan đến cấu kiện SRC. Thì đầu tiên mình vào bên phần SRC Negibuzai, thì đây là những phần phụ liên quan đến SRC. Thì hôm nay mình hướng dẫn cho các bạn khai báo và nhập Kanjashi và Haisuteji. Thì đầu tiên để khai báo thì mình vào Master. Ở đây mình sẽ khai báo Kanjashi trước. Thì Kanjashi là gì? Kanjashi thực chất nó chỉ là một tấm thép để chúng ta hàn vào cái cấu kiện kết cấu thép của mình để đỡ những cái thép chủ của kết cấu bê tông cốt thép. Thì mình kích vào. Sau khi kích vào thì mình sẽ đặt tên cho nó. Ở đây mình lấy ví dụ là mình đặt tên là K1. Phân loại thì ở đây mình có cho là một tấm burette với kích cỡ size là 6, vật liệu SS400. Về cái khoảng cách từ cái mép của cái tấm Kanjashi của mình ra mép ngoài của bê tông là bao nhiêu? Ở đây mình ví dụ là 25. Và khoảng chiều cao của cái tấm Kanjashi của mình là bao nhiêu? Mình lấy ví dụ là 50. Rồi, đường hàn. Và đi vào xin, ok. Sau khi khai báo xong thì mình toshiru, mình tắt nó đi. Rồi tiếp theo mình đi vào mình khai báo Haisuteji. Chúng ta thấy trên màn hình thì để khai báo Haisuteji thì mình phải vào phần chi tiết phụ và chọn mục số 8 Haisuteji, kích vào. Ở đây mình đặt tên cho nó. Nhìn thấy trên màn hình Haisuteji là cái phần này này. Cái phần này thì công dụng của nó để làm gì? Thì công dụng của Haisuteji này thực chất để hàn vào cái cấu kiện kết cấu thép của mình. Sau đó sẽ bắt ốc tạo một cái hệ dàn giáo treo. Hệ dàn giáo treo lơ lửng. Thế thuận tiện trong quá trình thi công. Thì ở đây mình đặt tên cho Haisuteji của mình. Thì là ví dụ ở đây mình đặt tên là H1 đi. Phân loại mình đặt cho nó là một tấm burette cỡ size là 6, vật liệu đấy 400, chiều dài ở đây mình lấy ví dụ cho chiều dài là 150 và chiều cao mình cho là 75 đi. Phân loại ốc HTB, đường kính của ốc thì đường kính ở đây mình ví dụ là cho đường kính là 16, chiều dài lỗ ốc, khoảng cách từ mép dưới của tấm Haisuteji lên cái lỗ ốc, lên sinh của ốc là bao nhiêu. Thì ở đây mình lấy ví dụ mình đặt cho nó là 35 đi. Về khoảng cách giữa hai lỗ ốc là bao nhiêu. Đây mình cho ví dụ là 80 đi. Rồi sau đó mình ok. Rồi mình để khai báo xong master cho Kanjashi và Haisuteji. Thì phần tiếp theo là mình đi vào mình nhập Kanjashi và Haisuteji. Những phần này thì chúng ta muốn nhập thì trước đầu tiên là chúng ta phải tạo cho nó một đường Hojo-sen. Hojo-sen đi qua vị trí mà chúng ta muốn vẽ Kanjashi và Haisuteji vào. Thì ở đây mình lấy ví dụ mình muốn vẽ vào vị trí này thì mình vẽ một đường Hojo-sen đi ngang qua vị trí này. Sau đó mình kích vào Kanjashi Ryukyu. Sau đó mình chọn K1. K1 này là Kanjashi mà lúc ban đầu mà chúng ta khai báo trong master. Ok. Sau đó chúng ta kích vào Hojo-sen. Sau khi kích vào Hojo-sen thì Kanjashi nó đã hiện ra. Bấm ok. À, thì nó đã hiện ra rồi. Bây giờ mình xem thử nó như thế nào thì bật 3D lên chúng ta xem thử. Đây.
Đây là tấm kanjashi của mình vừa nhập xong. Tấm này có nhiệm vụ chính là sau này khi có dầm mình đổ bê tông xung quanh bao quanh cái kết cấu thép của mình thì cái tấm này nó sẽ hàn vào cái kết cấu thép của mình, sau đó đỡ những cây thép chủ đi ngang dọc theo cái cây Harry của mình nằm phía trên này. Công dụng của nó là để cố định và giữ vị trí của cây thép bên bê tông cốt thép. Ok xong. Mình để khai báo xong cái Kanjashi. Thì bây giờ tiếp theo mình nhập thằng Haisutaji. Tương tự thì mình cũng kích vào Haisutaji. Thì trước khi nhập Haisutaji thì mình phải quẻ trước đường Hojusen đi ngang qua vị trí mà chúng ta muốn nhập Haisutaji. Ở đây mình lấy ví dụ mình nhập vào vị trí này thì mình vẽ một đường Hojusen ra vị trí này, sau đó mình kích vào Haisutaji. Sau đó mình chọn H1. H1 là Haisutaji mà chúng ta đã khai báo trong master. Chúng ta bấm ok. À, tương tự chúng ta cũng kích vào đường Hojusen. Ok. Thì sau khi nhập xong thì chúng ta ra 3D chúng ta xem. Đây. Đây là Haisutaji mà chúng ta vừa nhập xong. Đây sẽ là phần mà nó hàn vào cái kết cấu thép của mình. Sau đó chừa lỗ ốc này, rồi sau đó liên kết tạo ra một hệ dàn giáo treo lơ lửng như thế này. Đi ngang bắc ngang qua chúng ta gác những cái mâm mâm dàn giáo chúng ta đi quay lại trong quá trình thi công. Ok, thì mình để hướng dẫn khai báo master về nhập hai phần phụ là Kanjashi và Haisutaji. Thì bài học hôm nay chúng ta đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.